Thưa quý vị, Đà Nẵng đang đón đợt không khí lạnh trong năm với lượng mưa lớn diện rộng trên địa bàn. Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết thất thường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó kịp thời. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV trong ngày hôm nay. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, từ hôm nay đến ngày 25 tháng 10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Sau mưa có xu hướng giảm dần với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi hơn 150mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã huyện Hòa Vang, nhất là tại các xã vùng cao như Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Sơn. Trước tình hình đó, thành phố đã yêu cầu các địa phương cũng như các ngành chức năng theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời và phù hợp với thực tiễn. Thì thành phố đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương là trực ban và tổ chức theo dõi tình hình mưa lũ trên địa bàn, sẵn sàng triển khai cái phương án sơ tán nhân dân, nhất là các khu vực mà trũng thấp ven sông. Đồng thời nguy cơ mưa lớn sẽ gây cái ngập lụt tại khu vực đô thị. Thành phố cũng chỉ đạo sở xây dựng là triển khai cái phương án chống ngập úng tại cái khu vực đô thị, đồng thời là tổ chức chặn chống và cắt tỉa cây xanh để hạn chế cây ngã đổ do cái gió mạnh, do cái đợt không khí lạnh này. Đợt mưa lớn cách đây một tuần đã khiến mực nước sông và các hồ chứa trên địa bàn thành phố dâng cao. Vì vậy, trong đợt không khí lạnh này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa, nhất là hai hồ Hòa Trung và Đồng Nghệ, đã sớm kiểm tra, rà soát và gia cố lại hạ tầng kênh đập, hệ thống thoát lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão. Ban Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là cái đơn vị chủ đầu tư điều hành dự án, thì có tổ chức triển khai thi công là tóm cái hồ chứa. Đến nay tóm cái hồ chứa nữa thì cơ bản là cũng đã hoàn thành về cái hệ thống công trình đầu mối, có hạng mục như là đập đất, tròn xả lũ, thì đến nay là cơ bản đã đáp ứng được. Tuy nhiên đến nay thì chưa tổ chức nghiệm thu bằng vô đưa vào sử dụng. Thì đi vào mùa mưa lũ thì Ban Nông nghiệp đã phối hợp với công ty và xây dựng cái phương án phòng chống lụt bão. Thì đến nay là cơ bản là đã đáp ứng được cái vấn đề cái an toàn trong mùa mưa lũ năm 2021. Hiện nay thì các hồ chứa thủy lợi thì đã đầy nước. Đối với công thủy lợi thì cơ bản hiện nay thành phố cũng đã nâng cấp các công trình cơ bản thì đã an toàn, và công ty khai thác thủy lợi Đà Nẵng đã bố trí lực lượng, phương tiện và nhân lực thì thường xuyên trực chiến ở hồ để mà kiểm tra cũng như theo dõi những cái việc vận hành, tổ chức vận hành hồ để đảm bảo theo cái quy trình cũng như đảm bảo cái an toàn hồ. Trong công văn số 202 ban hành mới đây, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố cũng yêu cầu các sở ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân các quận huyện xây dựng, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Hiện nhiều đơn vị đã điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp với từng cấp độ dịch, qua đó đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch khi xảy ra bão lũ. Hiện nay thì Ban Quản lý Âu Thuyền Cảng Cá Thọ Quang cũng đã xây dựng cái kịch bản cũng như cái phương án ứng phó thiên tai với từng cấp độ của dịch bệnh COVID tại địa bàn Âu Thuyền Cảng Cá Thọ Quang. Trên cơ sở đó thì cũng tham mưu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng cái phương án tiếp nhận quản lý thuyền viên ứng phó với lại cơn bão thiên tai